Chào bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp tiền sàn gate từ tài khoản ngân hàng. Và video trước thì mình đã hướng dẫn mọi người cách để chúng ta tạo một tài khoản KYC tài khoản ở trên sàn gate.io. Và nếu như bạn chưa có tài khoản gate.io thì hãy nhấn vào đường link đăng ký sàn gate ở bên dưới phần mô tả video và nhấn vào cái video mà mình đã để ở phần bên phải trên cùng video này. Thì tại đó bạn sẽ xem được cái cách để chúng ta đăng ký tài khoản sàn Gate và KYC tài khoản như thế nào. Rồi, thì quay trở lại video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta nạp tiền vào tài khoản Gate từ tài khoản ngân hàng. Thì trước khi chúng ta có thể giao dịch được ở trên sàn Gate thì chúng ta phải có một cái đồng trung gian, đó là USDT, thông thường là USDT ở trên sàn để chúng ta có thể mua bán những đồng coin hoặc là token của mình. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngay vào video. Ở trước khi đi vào phần thao tác thì mình sẽ có một cái chút giải thích về cái giao dịch chúng ta nạp tiền vào sàn như thế nào. Đầu tiên, cái giao dịch mà chúng ta thực hiện đó chính là giao dịch P2P, đó là giao dịch giữa người với người, và sàn Gate sẽ đứng ra để đảm bảo cái giao dịch này diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và an toàn nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ được biết rằng là cái đồng giao dịch trung gian phổ biến ở tất cả các sàn bây giờ đó là USDT. Đó là đồng stablecoin phổ biến nhất hiện nay. Tiếp theo là sàn sẽ là trung gian trong việc giao dịch và sẽ không có rủi ro nếu như chúng ta thao tác chính xác, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ không mất phí giao dịch. Khi nào chúng ta nạp tiền vào sàn thì chúng ta sẽ không mất phí giao dịch. Tiếp theo là sàn sẽ hỗ trợ gần như toàn bộ các tài khoản ngân hàng của Việt Nam hiện tại. Thì đây là một vài cái thông tin liên quan đến giao dịch PIP mà chúng ta sẽ tiếp tục thao tác ở phần tiếp theo. Và tiếp tục là cái quy trình giao dịch P2P trên sàn Gate diễn ra như nào. Đây chính là giao dịch mà mình chỉ nói là giao dịch mua nhé. Đầu tiên là cái bước 1 là bạn sẽ đặt cái lệnh mua USDT. Ví dụ bạn đặt một cái lệnh đó là 100 USDT thì sàn Gate sẽ khóa 100 USDT của thương gia giao dịch với bạn. Tiếp theo là bước thứ 3. Bước thứ 3 là bạn sẽ chuyển tiền Việt Nam đồng đến số tài khoản của thương gia tương ứng với 100 USDT như này. Ví dụ như là cái tỷ lệ đó là 23.000 một USDT thì bạn sẽ chuyển đó là 2 triệu 300 Việt Nam đồng đến số tài khoản của thương gia. Và sau đó là bạn sẽ xác nhận là bạn đã gửi tiền đến thương gia với sàn Gate. Có nghĩa là khi bạn gửi tiền thì sẽ có một nút xác nhận là bạn đã gửi tiền. Thì như vậy là chính là cái bước bạn đã xác nhận là bạn đã gửi tiền đến thương gia với sàn Gate. Tiếp theo là bước 4 là thương gia sẽ xác nhận là đã nhận được Việt Nam đồng với sàn Gate. Bên của thương gia cũng sẽ có tùy chọn là nhận là xác nhận đã nhận được tiền rồi. Thì khi này thì sàn Gate sẽ chuyển cái lượng USDT đến tài khoản của bạn, thì đến đây là cái quy trình mua bán là đã hoàn tất rồi. Đó, thì sàn Gate sẽ đứng ra là xác nhận là giao dịch thành công và mở khóa cái lượng USDT và chuyển đến tài khoản của bạn. Thì đây chính là cái quy trình P2P mua USDT ở trên sàn Gate. Rồi, tiếp tục. Và quy trình thực hiện giao dịch ở trên tài khoản của bạn sẽ gồm 3 bước như này. Bước đầu tiên là bạn sẽ thiết lập cái phương thức thanh toán. Thì trước khi bạn thanh toán hoặc là mua bán ở trên sàn Gate thì bạn phải thiết lập cái phương thức thanh toán sau khi tạo tài khoản nhé. Rồi, ở bước 2 là bạn sẽ tiến hành giao dịch mua USDT. Bước 3 là bạn sẽ nhận USDT về tài khoản. Thì đây là 3 bước chính. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngay vào phần thao tác ở trên máy tính. Và cái thao tác ở trên điện thoại thì là cũng tương tự một chút. Thì ở trong video này thì mình sẽ thực hiện cả máy tính và cả trên điện thoại để cho bạn có cái nhìn trực quan nhất. Đầu tiên là mình sẽ thực hiện giao dịch mua USDT ở trên sàn Gate bằng giao diện máy tính và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và hiện tại mình đang ở trang chủ của sàn Gate.io. Đầu tiên, nếu như bạn muốn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt thì bạn sẽ vào cái phần ngôn ngữ ở đây, phần biểu tượng quả cầu ở đây, bạn nhấn vào đây và bạn sẽ lựa chọn cái ngôn ngữ của mình. Thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ đó là tiếng Việt cho nó dễ dàng nhá. Rồi, ở đây đã là tiếng Việt rồi thì mình sẽ tiếp tục là các bước để mua USDT. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái phần đó là giao dịch ở đây, ở trên cùng cái phần menu ở đây. Sau đó bạn sẽ vào phần đó là giao dịch P2P. Bạn đã nhấn vào giao dịch P2P. Ở đây thì chúng ta sẽ vào cái phần đó là phương thức thanh toán.
chính là cái phần cài đặt giao dịch ở đây. Bạn nhấn vào phần đó là phương thức thanh toán. Tại đây là chúng ta sẽ liên kết với một thẻ tài khoản ngân hàng. Bạn nhấn vào cái tùy chọn đó là liên kết thẻ ngân hàng. Bạn lưu ý là cái liên kết này không phải là bạn sẽ add cái thẻ của bạn vào đây, mà bạn chỉ add cái thông tin của tài khoản ngân hàng của bạn thôi để chúng ta có thể nhận được tiền nhé. Rồi, bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn đó là liên kết ngay ở phần bên trên này. Đó là liên kết thẻ ngân hàng. Cái phần bên dưới này là thông thường sẽ sử dụng cho ví điện tử. Tuy nhiên thì cái phần này là chưa phổ biến lắm. Vì vậy là chúng ta chỉ sử dụng cái tài khoản ngân hàng thôi. Bạn sẽ nhấn vào phần liên kết ngay ở phần bên trên ở đây. Tại đây thì bạn sẽ có cái phần lưu ý đây. Đó là cài đặt phương thức nhận tiền bắt buộc là tài khoản chính chủ. Có nghĩa là cái thông tin tài khoản KYC, tài khoản gate của bạn như thế nào, thì bạn sẽ sử dụng cái tài khoản chính chủ theo cái thông tin gate. Ví dụ bạn tên là Nguyễn Văn A thì cái tài khoản ngân hàng của bạn phải tên là Nguyễn Văn A nhé. Bạn không thể sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác. Tiếp theo là khi thanh toán, bắt buộc chính bạn là người thao tác, không tự động trừ tiền. Có nghĩa là không sử dụng những cái API tự động trừ tiền và chúng ta phải thao tác thủ công. Rồi, cái phần này số tài khoản ngân hàng của bạn phải trùng 100% với các họ tên của bạn đã đăng ký ở trên sàn gây. Rồi, tiếp theo là ngân hàng mở tài khoản thì bạn sẽ lựa chọn vào cái tam giác sổ xuống ở đây. Bạn sẽ lựa chọn ngân hàng của bạn. Ví dụ như là mình có ngân hàng Vietcombank thì mình sẽ sử dụng Vietcombank. Ở đây thì mình đang có ngân hàng đó là MB Bank, mình sẽ lựa chọn đó là MB Bank. Rồi, tiếp tục là chi nhánh. Bạn sẽ điền cái chi nhánh của bạn vào đây. Rồi, tiếp theo là số tài khoản ngân hàng thì bạn sẽ điền số tài khoản ngân hàng của bạn vào đây. Tiếp tục là phần mật khẩu thanh toán thì đối với sàn gate thì chúng ta sẽ có hai mật khẩu, đó là mật khẩu đăng nhập và mật khẩu thanh toán. Thì mật khẩu thanh toán là bạn đã tạo ở cái phần đó là đăng ký tài khoản rồi. Bạn sẽ nhập cái mật khẩu thanh toán ở đây. Tiếp tục là mã Google Authent thì bạn sẽ nhập cái mã Google Authent ở đây. Nếu như bạn chưa biết mã Google Authent là gì thì chính là cái mã Google Authenticator mà chúng ta đã lựa chọn để bảo mật tài khoản ở cái bước để chúng ta đăng ký tài khoản. Và bạn có thể là xem lại cái phần này ở phần bên dưới mô tả video. Chính là cái video mà chúng ta đăng ký tài khoản gate và KYC tài khoản. Rồi, bạn sẽ nhập cái mã Google Authent ở đây. Tuy nhiên thì bạn sẽ nhấn vào phần gửi tin nhắn này trước. Tại vì cái mã Google Authent ở đây thì cái thời hạn nó sẽ ngắn. Như vậy là mình sẽ nhận tin nhắn SMS trước nhé. Bạn nhấn gửi tin nhắn ở đây để tài khoản chúng ta là nhận cái mã SMS về số điện thoại của chúng ta. Rồi, mình đã nhận được mã SMS rồi. Mã của chúng ta là gồm 6 ký tự. Rồi sau khi bạn nhập mã xác minh SMS thì bạn sẽ vào cái Google Authent và bạn sẽ lấy cái mã Google Authent. Rồi, mình sẽ nhập mã Google Authent vào đây. Rồi, tiếp tục là bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn đó là tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung ở trên. Rồi, bạn sẽ nhấn vào đó là xác nhận cài đặt. Bạn lưu ý là chúng ta phải kiểm tra thật kỹ thông tin tài khoản này nhé. Số tài khoản này bạn đã kiểm tra thật kỹ, đó là không được sai sót. Rồi, bạn sẽ nhấn vào xác nhận cài đặt. Như vậy là mình đã cài đặt cái phương thức thanh toán của mình ở trên sàn gate rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể là thêm những cái thẻ ngân hàng khác ở đây. Bạn có thể thêm nhiều hơn một cái thẻ ngân hàng. Rồi, tuy nhiên thì mình chỉ thêm một thôi. Bây giờ bạn sẽ quay trở lại cái phần giao dịch ở đây. Sau đó bạn sẽ vào tiếp cái phần đó là giao dịch PIP. Đây chính là cái bước chúng ta sẽ thực hiện thao tác mua USDT ở trên sàn gate. Và để chúng ta thao tác mua USDT ở trên sàn gate thì bạn sẽ thao tác như sau. Đầu tiên là bạn có thể là mua theo cái lượng USDT. Đó, mua theo số lượng hoặc là mua theo số tiền. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn đó là mua theo số tiền Việt Nam đồng. Ví dụ mình sẽ lựa chọn mua số tiền đó là 200 ngàn. Đó, thì bạn sẽ điền cái số tiền 200 ngàn ở đây. Ví dụ bạn mua 200 ngàn nhé. Còn nếu bạn mua 1 triệu hoặc là 2 triệu thì bạn sẽ điền đó là 1-2 triệu ở đây. Ví dụ như là 200 ngàn thì chúng ta nhận được khoảng đó là 8-9 USDT để đấy, tùy theo cái tỷ lệ nhé. Rồi, cái phương thức thanh toán ở đây bạn sẽ lựa chọn cách thanh toán nhé. Bạn lựa chọn ở đây, đó là thẻ ngân hàng. Tiếp theo là bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn đó là mua Việt Nam đồng, mũi tên và chuyển sang USDT, nhấn vào đây. Ở đây thì sẽ thấy một cái đó là cái phần thông tin ở đây. Mua vô đồng xác nhận ở đây. Số lượng chúng ta đã nhận được là 8,31 USDT và số tiền đó là hơi chênh một chút, đó là 200.020 đồng. Và cái giá mua ước tính chính là cái tỷ lệ. Đó, tiếp tục là bạn sẽ nhấn vào đó là xác nhận đặt lệnh nhé. Chúng ta điền mật khẩu thanh toán ở đây. Tiếp tục bạn sẽ nhấn vào đó là xác nhận gửi. Ở đây thì bây giờ bạn sẽ vào cái phần đó là lệnh của tôi ở đây này. Ở đây thì bạn sẽ nhấn vào cái lệnh của chúng ta. Cái trạng thái đó là đang chờ thanh toán thì bạn sẽ nhấn vào cái lệnh này. Ở đây thì bạn sẽ thấy cái thông báo hiện lên này.
Có nghĩa là bây giờ bạn sẽ nhấn vào tôi đã hiểu đi thanh toán. Và sau khi bạn thanh toán xong thì bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn đó là tôi đã thanh toán nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ nhấn vào tôi đã hiểu và đi thanh toán. Đó, thì đến đây là bạn sẽ thấy được là cái thông tin tài khoản ngân hàng của thương gia, đúng không ạ? Và cái số tiền thanh toán này bạn lưu ý là bạn phải chuyển đúng cái số tiền này nhá, không được thừa hoặc là không được thiếu. Và bây giờ mình sẽ chuyển khoản theo cái thông tin tài khoản và theo cái số tiền như thế này. Có thể là lúc mình đặt lệnh chỉ là 200.000 thôi. Tuy nhiên thì cái giá trị khớp lệnh nó hơi bị chênh một chút. Và bạn lưu ý là trong cái nội dung thanh toán là không ghi chú đó là mua Bitcoin hoặc là tiền mã hóa. Và chúng ta sẽ điền mỗi cái thông tin mã lệnh ở đây thôi. Chúng ta sẽ lấy một cái mã lệnh này thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển tiền. Và trên màn hình thì mình sẽ để cái nội dung chuyển khoản của mình để bạn có thể là quan sát nhé. Bạn lưu ý là cái phần nội dung thì bạn bắt buộc phải điền theo cái thông tin mã lệnh ở đây này. Đó, bạn sẽ điền đúng cái mã lệnh này và chúng ta không gửi bất kỳ cái nội dung nào khác, được không ạ? Rồi sau khi bạn đã xác nhận đó là số tài khoản ngân hàng của bạn đã trừ tiền và bạn chắc chắn rằng là số tài khoản ngân hàng của thương gia đã được cộng tiền thì bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn đó là tôi đã thanh toán nhé. Bạn lưu ý là bạn phải nhấn vào cái tùy chọn này và không được phép nhấn vào cái tùy chọn bên này nhé. Nếu bạn nhấn vào tùy chọn hủy thì cái lệnh này sẽ bị hủy và bạn sẽ bị mất tiền nhé. Bạn bắt buộc phải thao tác đó là nhấn vào tôi đã thanh toán. Rồi bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn là tôi đã xác nhận dùng tài khoản chính chủ để thao tác chuyển tiền cho cái thương gia này. Nhấn vào đây. Và tiếp theo là nhấn vào đã thanh toán. Bạn nhấn vào cái tùy chọn đó là thẻ ngân hàng đây. Rồi nhấn vào tôi đã thanh toán. Thao tác thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ nhé. Chờ thương gia xác nhận là đã nhận được tiền. Thì sau khi thương gia xác nhận đã nhận được tiền thì bên Gate sẽ chuyển cái lượng USDT đến tài khoản của chúng ta. Thì chúng ta chờ nhé. Đó, thì bây giờ là thấy hệ thống thông báo là bên bán đã xác nhận đủ tiền. Đó, thì cái lệnh tạm thời của chúng ta, những cái lệnh mà chúng ta chưa thanh toán nó đã bị ẩn đi. Có nghĩa là những cái lệnh mà chưa thanh toán và chưa thành công thì cái phần này đã được ẩn đi nhá. Thì bây giờ cái phần lịch sử giao dịch ở đây này, bạn sẽ thấy được cái lệnh của chúng ta vừa mới thanh toán xong và trạng thái đã hoàn thành rồi. Thì bây giờ chúng ta đã nhận được 8,31 USDT tương ứng với lại khoảng 200 ngàn. Rồi, thì bây giờ bạn sẽ quay trở lại cái phần ví tiền của mình vào cái phần tổng quan tài sản đây này. Đó, thì bạn sẽ thấy được là cái tài khoản giao ngay của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ thấy được cái số tiền ở đây. Đến đây thì chúng ta sẽ có thể là thao tác mua bán cái coin và token của chúng ta ở trên sàn Gate rồi. Và tiếp theo cái phần video này là mình sẽ hướng dẫn bạn thao tác đó là nạp tiền từ tài khoản ngân hàng ở trên giao diện điện thoại và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thao tác đó là mua cái USDT, chính là cái bước để chúng ta nạp tiền vào sàn Gate.io ở trên giao diện điện thoại. Ở đây chính là giao diện chính mà sau khi chúng ta đã đăng nhập tài khoản thành công ở trên app Gate.io ở trên điện thoại. Thì để giao dịch nạp tiền thì bạn sẽ nhấn vào tùy chọn đó là giao dịch VIP. Và cũng giống như trên giao diện máy tính, bước đầu tiên là chúng ta phải thêm cái phương thức thanh toán vào tài khoản của mình. Bạn sẽ nhấn vào cái phần ba chấm ở đây. Sau đó nhấn vào quản lý. Và bây giờ bạn sẽ nhấn vào cái phần đó là liên kết thẻ ngân hàng. Bạn nhấn vào đây. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã thấy được là những cái thông tin liên kết thẻ ngân hàng ở đây. Bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn đầu tiên đó là số thẻ ngân hàng. Bạn nhập vào đây. Tiếp theo đó là ngân hàng mở thẻ. Bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn ở đây. Bạn sẽ lựa chọn những cái ngân hàng mà ở Gate đang hỗ trợ nhé. Rồi, đến phần chi nhánh thì bạn sẽ nhập cái chi nhánh vào đây. Bạn sẽ nhập cái phần đó là tỉnh thành thôi. Tiếp theo là bạn sẽ nhấn vào tùy chọn là tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung. Nhấn vào đây. Và nhấn vào liên kết thẻ ngân hàng. Bạn lưu ý là cái thẻ ngân hàng này là phải đứng tên của bạn nhé. Ví dụ bạn tên là Nguyễn Văn A mà bạn đăng ký cái Gate.io là Nguyễn Văn A và bạn KYC tài khoản thì cái số tài khoản ở cái thẻ thông tin trên thẻ ngân hàng này phải đứng tên của bạn. Đó là cũng là tên Nguyễn Văn A thì mới hợp lệ thì mới có thể giao dịch được ở trên sàn Gate nhé. Rồi, bạn nhấn vào liên kết thẻ ngân hàng. Sau đó là bạn sẽ nhấn vào cái phần đó là xác minh bảo mật này. Ở phần bên dưới đây này sẽ hiển thị cái phần đó xác minh bảo mật. Tuy nhiên thì mình quay màn hình vì vậy là sẽ không hiển thị ở đây. Thì bạn sẽ nhập cái phần đó là xác minh bảo mật là gồm đó là mã xác thực qua số điện thoại và sau đó là nhập cái mã Google Authent và mật khẩu thanh toán. Đó là ba tùy chọn ở đây nhé. Rồi sau khi bạn xác nhận bằng cái việc đó là nhập mã OTP về số điện thoại và mã Google Authent và cái mã mật khẩu thanh toán thì bạn sẽ được thêm cái tài khoản ngân hàng vào cái tài khoản ở trên Gate.io. Để kiểm tra thì bạn sẽ nhấn vào liên kết thẻ ngân hàng đây này. Đó, bạn sẽ thấy những cái thông tin tài khoản của bạn ở đây.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đó là chúng ta mua USDT, chính là chúng ta đã nạp tiền vào tài khoản ngân hàng. Bây giờ bạn sẽ quay trở lại cái phần giao dịch VIP. Và bây giờ ở cái phần giao diện chính thì bạn sẽ vào đó là cái giao dịch VIP. Rồi, chúng ta sẽ lựa chọn cái tùy chọn đó là mua vào đây này. Đó, mua vào ở đây. Bạn có thể lựa chọn những cái thương gia ở đây. Đó, bạn có thể lựa chọn những thương gia. Thì bạn sẽ quan sát này những cái khớp lệnh, số lệnh khớp này 13.000 này. Đó, thời gian là khoảng 4 phút thì thương gia này khá là uy tín rồi. Ngoài ra thì bạn có thể là mua nhanh bằng cái việc nhấn vào giao dịch nhanh ở đây. Cái phần giao dịch nhanh này thì Gate sẽ đề xuất những cái thương gia tốt nhất. Thì mình thông thường là mình sẽ nhấn vào giao dịch nhanh luôn. Còn nếu như bạn đã quen ai đó thì bạn sẽ nhấn vào mua vào đây và lựa chọn những thương gia mà bạn đã giao dịch quen nhé. Rồi, ở đây mình sẽ nhấn vào giao dịch nhanh luôn. Và sẽ lựa chọn đó là USDT. Và tùy chọn đây là mua vào nhé. Tiếp tục là mình sẽ nhập số tiền đó là 200 ngàn. Đó, thì số tiền tương ứng chuyển sang USDT đó là 8,31 với lại cái tỷ lệ đó là 24.059 Việt Nam đồng tương với 1 USDT. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn vào cái tùy chọn đó là mua ngay ở đây. Rồi, cái phần chọn phương thức thanh toán thì mình sẽ lựa chọn đó là thẻ ngân hàng đây. Đó, nhấn vào xác nhận mua. Thì hệ thống sẽ tự động tìm kiếm những cái thương gia và phù hợp. Thì ở trong cái phần ô màu đen đấy này, ở trên điện thoại ấy, của bạn sẽ hiển thị cái phần đó là nhập mật khẩu thanh toán nhé. Bạn nhập cái mật khẩu thanh toán vào cái vùng ô ở đây. Tại vì mình sử dụng phần mềm quay màn hình và Gate để bảo mật rất là tốt. Tất cả cái phần nhập mật khẩu thanh toán ấy thì cái những cái hiển thị ở trên màn hình sẽ bị màu đen như này. Thì bạn sẽ nhập cái mật khẩu thanh toán vào nhé. Rồi, sau khi bạn nhập mật khẩu thanh toán thì bạn sẽ nhấn vào xác nhận. Đó, thì Gate sẽ tự động tìm cái giao dịch ở trên sàn. Và bây giờ cái phần fiat cảnh báo đây thì bạn có thể nhấn vào tùy chọn X ở đây để bỏ qua nhé. Rồi bây giờ bạn đã thấy được một cái sổ lệnh ở đây này, chờ thanh toán này. Bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn chờ thanh toán hoặc là nhấn vào cái sổ lệnh ở đây. Nhấn vào cái phần tùy chọn đó là chưa thanh toán nhé. Thì bạn đã thấy được một cái lệnh đó là trạng thái chưa trả tiền. Thì bạn sẽ nhấn vào cái lệnh ở đây. Chúng ta thấy được là những cái tùy chọn mà chúng ta quan tâm. Đầu tiên là cái số tiền chúng ta cần phải thanh toán. Đó là số tiền ở đây. Và tùy theo thời điểm bạn mua thì cái khớp lệnh của chúng ta sẽ không tròn là số tiền bạn đặt ra đâu. Có thể là ví dụ bạn đặt 200 ngàn nhưng mà bạn phải thanh toán đó là hơn 200 ngàn một tí. Đúng không ạ? Hoặc là dưới 200 ngàn một tí. Thì bây giờ bạn sẽ phải copy những cái thông tin như sau này. Đầu tiên là bạn sẽ phải copy số thẻ ngân hàng, chính là số tài khoản ngân hàng. Copy và gửi vào Zalo nhé. Và sau đó chúng ta sẽ gửi và chuyển khoản theo cái thông tin ở đây. Bạn lưu ý là đầu tiên là phải xác nhận đó là ngân hàng, thương gia đó là ngân hàng sử dụng cái ngân hàng gì. Đầu tiên đó là Vietcombank ở đây. Và cái số tài khoản ngân hàng. Và tiếp theo đó là số tiền. Và tiếp theo đó là cái lệnh ở đây, mã lệnh ở đây. Thì bây giờ mình sẽ thao tác chuyển khoản đó và mình sẽ giải thích một chút cho bạn hiểu là chúng ta phải làm như nào nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thao tác chuyển khoản. Rồi, chúng ta có thể lưu ý là và bây giờ mình sẽ để những cái thông tin ở cái màn hình chuyển khoản của mình ở phần bên phải ở đây. Bạn lưu ý là cái mã lệnh này chính là cái nội dung chuyển khoản nhá. Và số tiền đây phải khớp 100% với số tiền mà bạn sẽ chuyển khoản. Và tiếp theo là cái thông tin của tài khoản ngân hàng của người nhận thì phải đúng số tài khoản ngân hàng và đúng tên người nhận nhá. Và bạn lưu ý là cái nội dung chuyển khoản là chính là cái mã lệnh đấy nhá, bạn copy và nhấn vào cái phần đó là nội dung chuyển khoản. Rồi, sau khi bạn đã chắc chắn rằng là bạn đã chuyển khoản thành công và người nhận chính là thương gia đã nhận tiền thành công thì bạn sẽ nhấn vào cái tùy chọn đó là tôi đã trả tiền. Rồi, chọn phương thức thanh toán, nhấn vào cái số tài khoản ngân hàng của thương gia, nhấn vào đây. Tiếp theo là sẽ có một cái thông báo, chúng ta sẽ nhấn vào đó là tôi đã trả tiền. Và bây giờ chúng ta chờ cái thương gia này xác nhận đã nhận được tiền nhé. Thì khi cái thương gia này xác nhận đã nhận được tiền ấy, thì cái lượng USDT sẽ được chuyển đến tài khoản của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ chờ nhé. Trong trường hợp mà quá là lâu rồi và chúng ta không nhận được cái lượng USDT thì bạn sẽ nhấn vào cái phần đó là yêu cầu phân xử nhé. Tuyệt đối không được nhấn vào cái phần đó hủy lệnh nhé. Chúng ta chờ một chút. Và nếu như bạn thấy chờ quá lâu rồi, khoảng vài phút rồi mà bạn muốn thao tác thì bạn hoàn toàn có thể quay trở lại cái phần mũi tên ở đây để chúng ta thao tác những thao tác khác nhé. Đây, thì chúng ta hoàn toàn có thể quay trở lại cái phần lệnh của chúng ta. Ví dụ như mình đang ở cái giao diện chính ở đây thì chúng ta sẽ vào đó là giao dịch VIP. Và sau đó bạn sẽ vào cái số lệnh đây này. Đó, thì tại đây sẽ hiển thị tất cả những cái lệnh mà chúng ta đã thao tác.
ví dụ là lệnh chưa thanh toán này. Ở đây thì vừa rồi là bên thương gia đã xác nhận thanh toán rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần đó là đã hoàn thành nhá. Đó, cái lệnh vừa rồi mình mới mua này thì đã hoàn thành, vừa hoàn thành xong thì cái trạng thái đã hoàn thành ở đây rồi. Đó, còn trường hợp là chưa hoàn thành ấy, thì bạn sẽ vào cái tùy chọn tab sổ xuống đây này, vào cái những cái lệnh đó là chưa hoàn thành. Đó, vào chưa hoàn thành thì sẽ hiển thị cái lệnh mà chưa hoàn thành ở đây. Thì của mình đã hoàn thành hết rồi. Thì bây giờ quay trở lại cái tài khoản của mình ở trên sàn Gate thì mình sẽ thấy được là cái số dư USDT đã được cộng rồi. Bạn sẽ ra cái giao diện chính nhá, vào cái phần ví tiền đấy này. Đó, thì trong cái phần ví tiền ấy thì sẽ thấy được là cái tổng cái số lượng mà chúng ta vừa mới làm ở đây. Đó. Rồi, thì cái quá trình nạp chỉ như vậy thôi. Giao diện ở trên điện thoại hoặc là trên máy tính thì mình đã hướng dẫn cho bạn rồi. Và trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta đã rút tiền ở trên sàn Gate về tài khoản ngân hàng thông qua giao diện máy tính hoặc là trên giao diện điện thoại. Thì bạn sẽ theo dõi cái video ở phần bên dưới mô tả video nhé. Rồi, như vậy là video hướng dẫn nạp tiền vào sàn Gate thông qua máy tính và điện thoại của mình đến đây là kết thúc. Nếu như bạn chưa có tài khoản Gate thì hãy đăng ký cái tài khoản Gate thông qua đường link giới thiệu của mình để có thể nhận được ưu đãi giảm cái phí giao dịch ở trên sàn Gate nhé, và có thể là ủng hộ mình. Rồi, như vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như bạn thấy cái video của mình thật sự là hữu ích thì hãy like video và chia sẻ đến nhiều người xem khác, và hãy đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích khác về đầu tư crypto. Rồi, hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.